Mới đây cư dân mạng vừa có dịp tìm ra info của một cô nàng xinh xắn với cái tên Lê Thị Ngọc Châu, sinh viên năm nhất ngành du lịch trường Nhân Văn. Chỉ xuất hiện sương sương với một vài bức ảnh trong nhóm của trường, cô nàng ngay lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý. Quỳnh Châu nữ sinh năm nhất trường Nhân Văn xinh xắn trong bộ đồ thể dục của trường ảnh Ngọc Châu. Vẻ đẹp trong trẻo của Ngọc Châu thật dễ thu hút ánh nhìn người khác ảnh Ngọc Châu. Với chiều cao nổi trội cùng gương mặt thanh thoát và cuốn hút, Quỳnh Châu dễ dàng lọt thỏm vào rất nhiều mắt xanh của các chàng trai. Thậm chí có vài thanh niên còn không ngần ngại tự nhận nữ sinh là người yêu của mình, liên tục xin info. Liên hệ với Ngọc Châu về sự chú ý đặc biệt của mọi người dành cho mình, cô nàng cho biết, thật ra em có chút bất ngờ à, nhưng cũng cảm ơn mọi người vì đã quan tâm em nhiệt tình tới vậy. Nói về quyết định lựa chọn ngành du lịch để theo học, Ngọc Châu chia sẻ, em thấy du lịch là một ngành rất thú vị, bởi vậy mà nó đã thu hút em từ năm cuối cấp 3 khi bắt đầu tìm hiểu thông tin về các trường cũng như ngành học à. Hơn vậy, em nghĩ du lịch khá phù hợp với tính cách và cờ vung cách của bản thân nên đã quyết định thi vào ngành này. Là tân sinh mới nhập học, dù chưa có thành tích gì nổi trội tại trường đại học nhưng khi soi lại bản thành tích thời học sinh của cô nàng đúng là rất ra gì và này nọ. Suốt 12 năm liền cô nàng luôn duy trì danh hiệu học sinh giỏi, từng đạt giải ba học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh và có hẳn chứng chỉ in trên 65 khi mới học lớp 11. Xinh đẹp, giỏi giang là thế, nhưng cô nàng luôn được bạn bè nhận xét là khiêm tốn, hiền lành và rất hòa đồng với mọi người. Với lợi thế khuôn mặt xinh xắn nữ sinh không ngại ngần khoan những tấm hình cận mặt không tì vết ảnh, Ngọc Châu. Nữ sinh cực thích những kiểu chụp góc mặt nghiêng ảnh, Ngọc Châu.